thân là hồng hoang thế giới đông hoàng thái nhất chuyển thế, xuyên qua đến tống mạng thế giới trạch điền thái nhất ngay từ đầu làm thần linh hàng ngày, tuy nói cái này chuyển thế có chút kỳ quái. Theo lẽ thường nói hẳn là trực tiếp xuyên qua trở thành đông hoàng thái nhất, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình xuyên qua chính là đông hoàng thái nhất chuyển thế, có đông hoàng thái nhất ký ức đi tới quen thuộc tống mạng thế giới, thật là là vì sở dục vi chỉ là... Bạn học trong nước hình như có chút quen thuộc A, à, tự sơn chân tầm bốn người tổ, Yamada hạnh nại, quan căng manh tử. Chú thích. Thế giới quan lấy hào và cung thôn làm chủ, thanh chi trừ ma sư làm phụ, các nhân vật khác và thiết lập độc giả tự do lựa chọn. Chương 1. Xuyên qua. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2. Bước vào cao trung. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Quen thuộc đám người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 4 Cùng hành nại bắt đầu quan hệ qua lại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 5 Dính người tuệ hương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 6 Hirakuka Shizuka Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 7 Nhập học ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 8 Hirakuka Shizuka quyết định. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 9 Bái sư. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10. A à mã theo che tới chơi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.